Thành phố Hồ Chí Minh, một người bị nhiễm COVID-19 ở chung cư Sunrise City Center. Chiều ngày 11 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện một trường hợp nhiễm COVID-19 tại chung cư Sunrise City Center trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Theo HCDC, tối ngày 9 tháng 6, ngay khi nhận được thông tin từ Bệnh viện quận 7 về một trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2, cư ngụ tại block tòa nhà W1, chung cư Sunrise City Center trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Tân Hưng đã có mặt phong tỏa và phun khử khuẩn hai block, tòa nhà W1, W2. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc. Trường hợp này sau đó đã có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 và được công bố là bệnh nhân 9900. Theo đó, bệnh nhân 9900 từng tiếp xúc với bệnh nhân 9827 vào ngày 5 tháng 6. Bệnh nhân 9827 cư ngụ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, đi khám sàng lọc do có triệu chứng sốt, ho, khó thở tại bệnh viện và được phát hiện nhiễm COVID-19. Bệnh nhân 9900 được thông tin về bệnh nhân 9827 nhiễm COVID-19 đã cùng vợ đi đến bệnh viện quận 7 để khai báo và được thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2, còn người vợ thì âm tính. Tối cùng ngày, Trung tâm Y tế quận 7 đã tiến hành lấy mẫu đơn xét nghiệm cho 66 người sống tại tầng 11, tầng 12 và tầng 13 của block tòa nhà W1. Đến sáng ngày 10 tháng 6, lực lượng tiếp tục thực hiện lấy mẫu gộp xét nghiệm tầm soát cho 815 người, 163 mẫu gộp bao gồm cư dân sống tại hai block tòa nhà W1, W2 và ban quản lý điều hành tòa nhà. Về bệnh nhân 9827, sau khi điều tra truy vết đã phát hiện thêm 3 trường hợp tiếp xúc gần có kết quả xét nghiệm dương tính đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 9900 đã thông tin ở trên. Bệnh nhân 9901 cư trú tại Hóc Môn và bệnh nhân 9902 cư trú tại quận 12. Thành phố đã tiến hành điều tra truy vết, khoanh vùng, dập dịch, điều tra dịch tễ, xác minh nguồn lây các trường hợp này. Nhưng một gia đình ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức ăn nhậu tại nhà. Và đáng chú ý là cả 6 người tham gia nhậu tại gia đình này đều nhiễm SARS-CoV-2. Thông tin được ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố vào sáng nay. Điều tra dịch tễ xác định 6 người này sống tại quận 12 và huyện Hóc Môn. Hiện lực lượng chức năng đã truy vết được 16 F1 liên quan. Theo Chủ tịch UBND quận 12, đến nay trên địa bàn quận có 51 người mắc COVID-19, trong đó thì nhiều nhất là ở phường Tân Thới Nhất và phường Thạnh Lộc. Tiếp tục bản tin là một số thông tin đáng chú ý khác. Phát triển ý tưởng từ nhu cầu thực tế phòng chống dịch COVID-19, kiến trúc sư Khiếu Hữu Nghĩa và nhóm cộng sự đã nghiên cứu thành công giải pháp buồng lấy mẫu xét nghiệm chống nóng, qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm chéo cho các bác sĩ tại vùng dịch. Mỗi buồng lấy mẫu xét nghiệm đặc biệt này có kích thước khoảng 1,2 x 2,4 x 2,65m và được trang bị các hệ thống thông minh, an toàn. Tất cả đều được khử trùng bề mặt trong vòng 8 phút trước mỗi ca trực của các bác sĩ. Bên cạnh đó, các bề mặt của buồng xét nghiệm cũng được làm bằng 5 lớp vật liệu cách nhiệt, bên ngoài cùng được phủ thêm một lớp sơn cách nhiệt màu trắng. Sẽ có tối đa 4 nhân viên y tế được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bên trong, với không gian được thiết kế theo đủ tiêu chuẩn an toàn và có hệ thống lọc không khí khử khuẩn. Đặc biệt nhất, mỗi buồng đều có hệ thống điều hòa làm mát với công suất 12.000 BTU để giúp các bác sĩ xua tan đi cái nắng nóng trong ngày hè. Trong buồng xét nghiệm, các y bác sĩ sẽ được làm việc thông qua 4 đôi găng tay cao su. Toàn bộ các khe gắn, mép nối được thiết kế gioăng cao su cộng với lớp vải kháng khuẩn dùng trong sản xuất khẩu trang y tế. Qua đó, đảm bảo vi khuẩn bên ngoài không thể lọt vào trong. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên tại tỉnh Bắc Giang đã được chọn làm nơi thí điểm sử dụng buồng xét nghiệm chống nóng đầu tiên tại Việt Nam. Và nếu cho kết quả tốt, các buồng xét nghiệm chống nóng tiếp theo sẽ được tiếp tục cho ra đời để phục vụ các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đến 20% người lao động đang nghỉ việc vì công nhân sống trong khu vực bị phong tỏa hoặc có liên quan đến F1, F2. Dây chuyền sản xuất chống nhiều vị trí do người lao động sống và trọ trong các khu vực bị cách ly, không đến được nhà máy. Ngay nhà máy bên cạnh cũng có người bị nhiễm bệnh phải đóng cửa hơn một tuần. Tình dịch Covid thì chúng em đi làm thì chúng em cũng rất là lo lắng, bởi vì là nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và sức khỏe của người công nhân như chúng em. Do dịch bệnh thì đi làm là cũng thấy hoang mang. Vừa đến công ty làm rồi thì là thấy nó an toàn thì là thấy cảm thấy là bình thường. Do lo sợ dịch bệnh, nhiều công nhân có tâm lý xin nghỉ không lương để ở nhà tránh dịch. Điều này ảnh hưởng lớn tới tiến độ sản xuất. Bên cạnh giải thích, động viên người lao động yên tâm làm việc, công ty cũng áp dụng đồng thời nhiều biện pháp để phòng chống dịch.
công ty cũng lại trang thiết bị đầy đủ cho công nhân, là kể cả khẩu trang và nước khử khuẩn, và cũng tuyên truyền là về nhà nếu mà không có việc gì thì cũng hạn chế tiếp xúc với lại người ngoài, và về nhà cũng tuyên truyền cho anh em công nhân là cái lịch trình đến làm việc và cái lịch trình ở nhà tiếp xúc với những ai. Trước đó tại Bắc Giang đang buộc phải đóng cửa 4 khu công nghiệp với 322 doanh nghiệp với tổng số gần 150.000 lao động tạm ngừng việc. Bắc Ninh có 42.000 lao động phải ngừng việc. Hải Phòng có hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng tiêu cực. Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, một số khu vực phong tỏa, giãn cách khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng đình trệ sản xuất do thiếu lao động. Để kiểm soát được dịch bệnh thì các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh mà Bộ Y tế đã đưa ra, và theo dõi rất là sát sao tình hình và phải ứng phó rất là kịp thời. Những ngày qua, các tỉnh thành đã dồn lực lấy mẫu xét nghiệm công nhân trên diện rộng, ưu tiên nguồn vaccine để tiêm cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Bước đầu, các giải pháp đã phát huy hiệu quả khi nhiều nhà máy hoạt động trở lại, khôi phục sản xuất. Về Hà Tĩnh vào ngày 30 tháng 5, nhưng đến ngày 1 tháng 6, hai bệnh nhân trở về từ Bình Dương mới khai báo y tế. Nội dung khai báo cũng không trung thực. Quá trình ở tại Hà Tĩnh, hai bệnh nhân đã di chuyển đến nhiều huyện thị, gặp gỡ nhiều người. Và cho đến nay, đã có 5 trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2. Mà họ đã cố tình làm như vậy thì làm tội người dân, và trong khi đó họ đã đứng đi lây lan khắp nơi nữa, để cho người dân khốn khổ đến mức đấy, vừa là những trẻ em này, vừa người già này, nó ảnh hưởng rất lớn ạ, nên nó làm tội người dân, nên thật sự là hoang mang cực kỳ luôn. Trong khi đấy em thì nghĩ là cái này là phải vào cùng chỉ nhân nửa cái vào cuộc chứ, nhé, mà lỗ thật sự là người dân rất là lỗ lắm, hoang mang. Như vậy, từ ngày 5 tháng 6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 7 bệnh nhân COVID-19 tại huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 3 khu vực liên quan đến bệnh nhân COVID-19, truy vết được 165 trường hợp là F1. Tuy nhiên, với lịch trình phức tạp của F0 và nhiều F1 đã thành F0, càng khiến cho công tác truy vết khoanh vùng dập dịch gặp rất nhiều khó khăn. Hai cái trường hợp F0 ở Bình Dương về thì có lịch trình di chuyển nhiều nơi. Đây là một cái vấn đề gây rất khó khăn cho công tác phòng chống dịch của chúng tôi ở trên địa bàn, không chỉ ở thành phố mà ở cả cái địa phương mà cả bệnh này có di chuyển tiếp xúc. Cặp với vợ chồng Bình Dương về trong thời gian vừa qua là kê khai y tế không rõ ràng. Thứ hai là khi đã về quê thì lại đi nhiều nơi, là không chấp hành thì là cách ly tại gia đình. Thì đó là một cái mà có thể nói rằng là chúng tôi đang còn tập trung là phải xử lý nghiêm với những các trường hợp này. Dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan cao, thế nhưng ngay tại thành phố Hà Tĩnh, cách khu phong tỏa không xa, nhiều người dân vẫn thờ ơ, coi thường quy định phòng chống dịch bệnh. Việc không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách là hình ảnh dễ bắt gặp trên nhiều tuyến đường, khu chợ.